sau một ngày làm việc thì bình thường tôi đi nhà sách. Sau một ngày làm việc thì cảm thấy rất là mệt, cho nên là muốn kiếm những cái chỗ thư giãn như là cà phê nè, mình ngồi đó nghe nhạc hoặc là đi xem phim với bạn bè. Vào những ngày cuối tuần, Thu Thảo thường hay cùng với bạn bè chúng ta cùng đi du lịch hoặc là đi xem phim. Và khi mà có thời gian rảnh nhiều thì Thu Thảo cùng với bạn bè thường ngắm những cái đường phố Sài Gòn về đêm, và đặc biệt là khám phá đường phố Sài Gòn giống như là ngày hôm nay. À, giống như là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một không gian tối thật là mát mẻ, sảng khoái, rồi cùng đi ngắm phố phường ban đêm thật là lãng mạn, thế không nào? Ủa, mà anh Tùng từ đâu mà chạy lại đây vậy? Ở bể này, đứng chờ mãi thấy có một người rất là cao ráo, xinh đẹp, trẻ trung, đứng thao thao bất tuyệt nói về những cảm nghĩ của mình. Ngại quá đâu có dám vào, bây giờ mới dám xuất hiện này. Tới nay thì Thảo sẽ dẫn Mạnh Tùng đi tham quan đường phố Sài Gòn về đêm. Rồi, đi thôi, mời chú Thảo. Quý vị khán giả thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với diễn viên Thu Thảo làm một vòng xung quanh Sài Gòn, thực hiện một chuyến du lịch đêm Sài Gòn quý vị nhé. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người ví von là thành phố không ngủ, thành phố của màn đêm. Bởi trái với sự tất bật vào ban ngày, thành phố khi chìm vào đêm có khí trời mát mẻ, đường thông hè thoáng và đặc biệt là khoác một tấm áo mới lung linh rực rỡ từ những ánh đèn màu. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh dường như không phù hợp với những ai muốn ngủ sớm vì có rất nhiều sự lựa chọn để tận hưởng niềm vui cuối ngày như đi xem phim, hài kịch hay chỉ lân la phố xá để tự thưởng cho mình những món ăn ngon. Nãy giờ thì Thảo đã dẫn Mạnh Tùng đi tham quan một vòng Sài Gòn rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan một địa điểm rất là thú vị, đó chính là Bến Bạch Đằng. Ồ, đây luôn nhỉ? Đúng rồi. Rồi. Chào bạn, cho mình hỏi chút xíu với, một chuyến du lịch văn hóa đường sông của mình có giá là bao nhiêu vậy? Dạ, còn tùy theo cái tuyến đường mà anh đi với anh. Dạ, cho nên là em có gửi cho anh cái bên em những cái tuyến. Ví dụ như là lộ trình đại lộ Đông Tây thì 120.000 một khách là mỗi tối hàng đêm đều có. Còn những cái chương trình như là tour cano thì là mình theo cái lịch là thứ bảy hay là chủ nhật thì có, theo thì mình đăng ký. Và cái địa điểm của mình là đi từ đâu đến đâu vậy? Dạ, mình bắt đầu từ Bến Bạch Đằng cho đến đại lộ Đông Tây. Vậy thời gian cho một chuyến đi là bao nhiêu vậy bà? Thời gian là một tiếng hơn anh. À, vậy bây giờ mình sẽ đi tới đâu để bắt thuyền nhỉ? Dạ, bây giờ mình sẽ đi xuống Bến Bạch Đằng nè. Dạ, dạ. Cảm ơn bạn. Bến Bạch Đằng là điểm xuất phát của 7 tour du lịch đường sông, do nơi này nằm ngay khúc sông tráng lệ sầm uất nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 7 tour du lịch đường sông phục vụ cho du khách khởi hành từ Bến Bạch Đằng tham quan đại lộ Võ Văn Kiệt về đêm, hay di chuyển đến Bình Quới, đến tham quan địa đạo Củ Chi, về chiến khu rừng sát Cần Giờ hoặc đến nhà vườn Long Phước, quận 9 và đến khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Trong đó, tour du lịch dạo quanh đại lộ Võ Văn Kiệt bằng tàu về đêm được nhiều du khách lựa chọn. Wow, mới vậy thôi mà mình đã tới Bến Nhà Rồng rồi kìa. Thật sự thì trước giờ Thảo chỉ đứng trên Bến Nhà Rồng mà nhìn xuống sông mà thôi. Còn ngày hôm nay thì đứng ở sông mà nhìn lên Bến Nhà Rồng rất là đẹp. Đèn này rất là lung linh, huyền ảo đúng không? Và ở đây thì Thảo nhớ đến một cái sự kiện, đó chính là năm 1911 bác của chúng ta đã ra đi tìm đường cứu nước ngay tại Bến Nhà Rồng này. À, mà theo Mạnh Tùng còn nhớ thì trước đây Bến Nhà Rồng là thương cảng lớn nhất tại Sài Gòn, gồm có 2 tòa nhà đứng vững trái bên bờ sông Sài Gòn và được xây dựng từ năm 1863 bởi một công ty vận tải hàng hải của Pháp có tên là Messengers Maritime. Ngày xưa Tùng đi học là học giỏi lịch sử lắm đúng không? Thực ra không phải là giỏi, vấn đề ở chỗ là Mạnh Tùng rất hào hứng với những cái địa điểm lịch sử này hay là những danh nhân văn hóa của Việt Nam, đâm ra là tìm hiểu rất là kỹ nữa. Tour du lịch đường sông dạo quanh đại lộ Võ Văn Kiệt, di chuyển qua Bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Ông Lãnh, cầu Chữ Y, cầu Chà Và và đến Bến Bình Đông, rồi quay ngược về điểm xuất phát. Tàu hủ Bến Nghé là một trong 5 lưu vực kênh rạch lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đã được cải tạo, nạo vét thông thoáng. Hai bên bờ kênh cũng được phủ xanh, mở rộng đường. Tuyến kênh đen ngày nào giờ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Đây là kết quả của hơn 10 năm thành phố Hồ Chí Minh kiên trì thực hiện dự án cải thiện môi trường nước. Trong khoảng 1 giờ lênh đênh trên mặt nước bằng tàu, du khách sẽ được hóng gió và chiêm ngưỡng một phần vẻ đẹp lung linh của thành phố lúc về đêm. Ồ, bây giờ mình rời khỏi Bến Nhà Rồng rồi, chắc là đi qua tàu hủ đúng không?
Đúng rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi qua con kênh Tàu Hủ. Và anh Mạnh Tùng biết không là nhà của Thu Thảo cũng ở gần đây. Và thường thường thì Thảo hay chạy ngang đường Võ Văn Kiệt á, thì cũng chạy ngang con kênh Tàu Hủ. Nhưng mà chưa bao giờ Thu Thảo được ngắm con kênh Tàu Hủ từ phía dưới con sông này mà nhìn lên hết. Và ngày hôm nay thì ngắm nhìn từ dưới sông nhìn lên kênh Tàu Hủ rất là đẹp, đúng không anh? Quả thật là đối với những điều mà chúng ta tưởng như là thường nhật, rất là bình thường thôi, nhưng mà với một góc nhìn khác, một cơ hội khác, chúng ta sẽ thấy là mọi thứ trở nên rất là khác thường. Đầu tiên đó là vẻ đẹp, và thứ hai là đối với đại lộ Võ Văn Kiệt vốn là đại lộ lớn nhất tại Sài Gòn, nhưng bây giờ Mạnh Tùng mới cảm nhận được hết là khi mình nhìn ở mức độ là dưới con sông nhìn lên thì nó đẹp hơn và lung linh hơn rất nhiều. Và anh Mạnh Tùng ơi, đứng đây nãy giờ thì Thảo rất là lạnh, cho nên chúng ta có thể vô trong đó mà ngồi nói chuyện tiếp được không? Được, vào đi cho an toàn sức khỏe. Chúng ta đã đến bến Bình Đông rồi, và Thảo đố anh Mạnh Tùng là bến Bình Đông có cái gì đặc biệt? Đặc biệt á? Chắc là trước đây bến Bình Đông hơi ô nhiễm nên bây giờ nó sạch hơn đúng không? Không phải, bến Bình Đông rất là nổi tiếng bởi vì vào dịp Tết thì ở đây có một cái chợ hoa nổi trên sông. Và tất cả những cái ghe xuồng mà bán hoa, bán trái cây thì hầu hết là từ miền Tây đổ về. Ở đây thì mọi người ở Sài Gòn hay về đây vào mỗi dịp Tết từ 23 Tết á, thì về đây để mua hoa quả về cho gia đình của mình. Đặc biệt là Tết mà được chụp hình với hoa, tất cả các loài hoa thì không còn gì mà thích bằng, đúng không? Hóa ra là cô gái này cũng khoái chụp hình lắm đây. Trong ánh đèn rực rỡ của đại lộ Võ Văn Kiệt, dòng kênh Tàu Hủ hiện ra như một bức tranh phong cảnh lung linh mà hữu tình. Nếu xưa kia trên con kênh này, các ghe thuyền chở nhiều mặt hàng nông nghiệp từ miền Tây Nam Bộ lên thành phố giao thương, thì ngày nay kênh Tàu Hủ còn là địa điểm du lịch tham quan ngắm cảnh và hóng gió mỗi chiều của người dân thành phố. Wow, Thảo ơi, đây là khu vực gì mà trông có vẻ náo nhiệt thế nhỉ? Đèn đuốc sáng choang. Ở đó là chợ đêm Hưng Phú. Anh có bao giờ tới đó chưa? Chợ đêm Hưng Phú à? Nghe còn thấy hơi lạ lạ, chừng nói là qua. Em cũng vậy, nhưng mà người ta có để cái bảng là chợ đêm Hưng Phú đó, thấy không? Trông có vẻ náo nhiệt ghê nhỉ. Anh ơi, bây giờ mình có vô đó được không? Mình ghé được không anh? Làm sao ghé được, tàu đang đi có hành trình hẳn hoi mà. Chắc là lát nữa mình đợi tàu ngừng ở bến đi, rồi mình vòng qua. Vậy lát nữa chúng ta sẽ cùng tới chợ đêm Hưng Phú để xem bên trong đó có điều gì thú vị nhé. Chợ đêm Hưng Phú nằm trên đường Hưng Phú thuộc phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Để đến chợ đêm, du khách có thể đi từ cầu chữ Y, sau đó rẽ phải vào đường Hưng Phú. Ngoài ra, du khách còn có thể di chuyển qua cây cầu bộ hành, bắc ngang kênh Tàu Hủ, nối liền đại lộ Võ Văn Kiệt và quận 8. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ đôi rồng chầu nơi cửa chợ lấp lánh, in dưới mặt nước như mời gọi du khách ghé tham quan mua sắm. Rồi, tới chợ đêm Hưng Phú rồi đó. Chợ đêm Hưng Phú được thành lập vào cuối tháng 6 năm 2013. Hiện có 140 gian hàng được bố trí khá bắt mắt và bày bán đủ chủng loại hàng hóa, từ áo quần, giày dép, nón mũ đến những chiếc cột tóc, lắc tay, giỏ sách hay đồ trang sức thời trang đẹp mắt. Vì thế không mấy lạ khi nơi đây được xem là điểm hẹn lý tưởng cho các bạn trẻ và người dân thành phố đến tham quan và mua sắm vào những buổi tối trong tuần. Cũng giống như các ngôi chợ đêm khác ở Sài Gòn, chợ đêm Hưng Phú đã góp phần tạo nên một nét duyên riêng cho thành phố và cũng là để thỏa mãn nhu cầu mua sắm về đêm của du khách lẫn người dân nơi đây. Với không gian thoáng mát, bên cạnh dòng kênh Tàu Hủ hiền hòa và bên kia là đại lộ tấp nập hiện đại bậc nhất của thành phố, nên chợ đêm Hưng Phú đã tạo được một dấu ấn riêng thu hút rất đông du khách đến tham quan. Khách đến chợ đêm vừa để dạo bộ thư giãn với bạn bè sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng, vừa để tranh thủ mua sắm. Các bạn trẻ có thể tìm cho mình những chiếc kẹp tóc, khuyên tai xinh xắn, chiếc váy, chiếc đầm thời trang, duyên dáng hay những chiếc vòng tay, vòng cổ đủ màu sắc làm bằng hạt đá, hạt nhựa và nhiều chất liệu khác mà giá cả thì rất phải chăng. Ê, cái túi này đẹp nè anh, đúng không? À, đẹp. Cái này thì sang. Em có phải thích màu trắng nhỉ? Đúng rồi, em hợp với màu trắng.
giờ thì em cũng đói bụng rồi, với lại trời cũng đang đổ mưa. Nãy anh Tùng ấy hứa là dẫn em đi ăn đúng không? Rồi, vậy thì mình sẽ đi ăn. Bởi vì theo mình Tùng được biết thì thức ăn tại chợ Hưng Phú khá là ngon. Đi nào. Đây, vào đây chú đi. À, quán ốc này. Wow, có ốc luôn này, hay mình ăn ốc đi. Anh chị ăn gì dùng này là nghêu à. Nghêu hấp xả, cà na gan muối. Cà na gan muối, sò đẹp nướng phô mai. Ốc mỡ thì làm gì ngon? Ốc mỡ đó. Xào me chị. Ốc mỡ xào me. Giả sử như là ốc mỡ này thì bao tiền một đĩa hả chị? Dạ 30.000 đĩa. Giá rất bình dân đó. Dạ. Còn nghêu là tất cả các món đều. Dạ đều 30.000 hả? Anh vậy là bây giờ mình ăn nghêu hấp thái nha. Ưu tiên phụ nữ, muốn ăn gì? Dạ. Dạ. Vậy là một phần nghêu hấp thái hả chị? Dạ rồi, một phần nghêu hấp thái. Dạ. Còn cà na gan muối chị. Sò điệp nướng phô mai. Rồi, sò điệp nướng phô mai. À, ốc mỡ, xào me, xào tỏi, rau muống. Chị muốn ăn món nào ăn? À, xào me với lại xào tỏi thì cái nào ngon? À, tùy theo chị thích thôi. Thông thường mọi người hay ăn món nào? À, ta ăn xào me, xào tỏi luôn nên là xào me đi. Dạ, mình xin xào me đi. Rồi. Dạ. Cho em cái này với lại nghêu. Rồi. Với lại cái này sò điệp. Sò điệp nướng phô mai. Rồi. Em nghĩ là bao nhiêu đó là đủ rồi đó anh. Ừ, chắc vậy thôi, hai người mà ăn làm sao nhiều được. Bên cạnh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang sức, quần áo, giày dép, chợ đêm Hưng Phú còn hấp dẫn thực khách bởi khu ẩm thực khá độc đáo. Với hơn 10 gian hàng chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, vì vậy nhiều người đến chợ đêm không vì mục đích mua sắm mà là chọn những gian hàng ẩm thực để thưởng thức. Đã gần 10 giờ đêm mà không khí ở chợ Hưng Phú vẫn khá náo nhiệt bởi từng nhóm khách hàng đang nhâm nhi thưởng thức các món ăn ven bờ kênh Tàu Hủ. Sau những giờ đi dạo, mua sắm hay vui chơi trong thành phố, giờ này họ mới tụ họp về đây để thưởng thức các món ăn dân dã mà thơm ngon và tận hưởng không khí se lạnh của đêm Sài Gòn. Phải công nhận là ban ngày mình đi làm, mình đi chơi hay là đi học thì lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Rồi đêm về, tối về khi mà chúng ta nhìn ngắm Sài Gòn lại có một cái nhìn hoàn toàn khác, đẹp hơn và lung linh hơn rất nhiều, đặc biệt là dưới ánh đèn rất là sáng và rực rỡ nữa. Quả thực là ngày hôm nay Mạnh Tùng đã có một trải nghiệm rất là thú vị nhờ có sự hướng dẫn của Thu Thảo. Cảm ơn bạn nha. Và Thu Thảo tin chắc rằng nếu như mà chúng ta dành chỉ một chút ít thời gian thôi để tìm hiểu Sài Gòn về đêm thì các bạn sẽ có những trải nghiệm thật là thú vị giống như là Thu Thảo với Mạnh Tùng. Đêm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cho dù mưa lất phất nhưng vẫn cuốn hút nhiều người ở từng góc phố, con đường. Đâu đó người thành phố vẫn tận hưởng niềm vui cuối ngày đến 0 giờ sáng hôm sau. Lúc đó Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mới trở về với không khí tĩnh lặng của đêm thâu và chuẩn bị đón chào bình minh của ngày mới.